Rồi hello, xin chào cả nhà, quay lại kênh Cá Coi Trần Đức Cường trong series giao vật tư lắp vật liệu lọc hồ cá coi mới nha cả nhà. Hiện tại là gần cuối năm, gần Tết rồi nên mọi người cũng tranh thủ rất là nhiều luôn, mọi người ủng hộ bên mình cũng rất là nhiều nên mình cố gắng mình chạy thật là nhiều để mình quay cho cả nhà xem những cái hồ cá mới xây, để có gì có góp ý gì không hoặc là có những chia sẻ gì không ha. Tại cũng bên mình không có tư vấn đồ nhiều, nhiều khi là mấy anh coi đi video rồi mấy anh làm á, thì mỗi cái một chút góp ý nào đó cũng có thể một đóng góp một phần nào đó để cho mọi người đỡ phải gặp rắc rối lúc mà mình xây xây xong rồi mà gặp rắc rối thì cũng mệt mỏi lắm ha. Hiện tại bây giờ mình đang có mặt ở xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cả nhà, ở gần nhà mình. Rồi bây giờ mình đang đứng ở gần một cái vườn quá trời bưởi luôn, nghe thấy bưởi nè, quá trời bưởi trong này luôn, trái trái quá trời luôn. Bây giờ mình sẽ đi vô nhà của ảnh để mình quay cho cả nhà xem một cái hồ nha. Cả nhà nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực nhiều hơn để chạy đi quay xuyên hơn, chạy đi quay cho cả nhà xem những cái hồ cá coi và chia sẻ những góp ý cá nhân của mình để cả nhà góp nhặt ha. Rồi mời cả nhà theo chúng mình ha. Đấy nha, nguyên một vườn bưởi trong đó luôn nè. Trái cây quá trời, hình như có cam hay gì nữa nha. Bên này có nguyên của vườn bắp luôn. Mấy nay trời nó lạnh á, mình đi một chuyến ở Đà Lạt về xong cái về cái bị viêm mũi dẫn luôn, sổ mũi đồ tùm lum luôn, nên nhiều khi lúc mình quay cái mình hít hít tí, cả nhà thông cảm nha. Đây đây là nhà của anh. Ảnh làm bên kỹ nghệ sắt đó nha. Đây cái hồ, khi mình bước vô nhà thì cái hồ nó sẽ nằm bên hông của cái mái hiên nhà, có một cái hàng rào để ngăn lại ha, chắc có thể là ngăn trẻ em, và nhà hồ ở đây và bể ô lọc nằm bên kia. Và không biết là cái hồ này khoảng bao nhiêu khối ha, để mình nhắm nhắm thôi, tại bây giờ nó là hình tròn, một nửa hình tròn đó nha. Bữa anh ra anh lấy một cái bơm để anh hút nước, anh hút nước đi ra ngoài để ngâm hồ rồi đó. Anh kỹ không cả nhà, anh lấy cái bọc và giấy mùng đó, anh quấn cái đầu của mấy bơm lại để cho mấy bơm không có hút cái cặn ra. Hoặc là anh sợ là những cái chất cặn nó làm gãy cánh quạt bơm hoặc là kẹt bơm. Thường thì hút nước thôi, rồi còn những cái bụi bẩn thì mình lấy cái đồ hút rác, mình lấy cái chổi rồi mình quét, mình hút thì nó sẽ đỡ hơn. Hiện tại thì ảnh đã sơn lên cốt màu đen hết rồi cả nhà, đen thui luôn ha, cái hồ đang rất là đen. Cái này hồ của cái này là cái hồ một cái nửa của cái hình tròn, thì nếu mà tính ra thể tích thì tính từ từ cũng ra, nhưng mà bây giờ mình không có ảnh đây, mình tính đại đại nhắm nhắm ha. Đây đó khoảng chừng là 3 mét, vậy là đường kính thì khoảng 3 mét cả nhà. Vậy là tầm hồ này khoảng chừng 339 là khoảng chừng 4,5 khối cả nhà ha. 4,5 khối hồ lọc bên này thấy rất là to, lọc bên này chắc cũng khoảng chừng 3 khối á. Cả nhà thấy không? Riêng nhìn nhìn về tổng thể chung là cái lọc với cái hồ nó gần bằng nhau luôn. Cái hồ nó chỉ có hơn một khúc bên này thôi, một khúc cái đường cong thôi. Còn lại cái chiều dài của cái lọc với cái hồ nó gần bằng nhau luôn. Thì cái hồ này nó rất là lớn so với cái ở bên cái lọc này nó rất là lớn so với cái hồ luôn nha cả nhà. Như vậy thì khi mà mình làm lọc lớn như vậy thì cái sức chứa vật liệu nó rất là nhiều, thì vật liệu nhiều quá thì nước nó sẽ trong hơn, và không những trong hơn và về cái thời gian mà vệ sinh và cái lúc mà mình cho ăn á, nó cái thức ăn mình sẽ cho được nhiều hơn là thứ nhất. Thứ hai nữa là cái thời gian mà mình vệ sinh của cái tổng thể lọc á nó lâu hơn, có thể tới 1 năm. Nếu mà mình ở đây, bên mình đây là ô lắng nè, ô lắng ở đây thì mình thấy có 2 ống 27. Ủa không phải ô lắng đó nha, vậy là ô lắng đầu này hả ta, vậy là anh đi ống luồng có 27 cả nhà ơi. Ủa không phải, ống luồng sau đây có cái ống 60, vậy là đúng rồi, hèn gì ảnh dùng bơm tăng áp cả nhà, anh đi ống luồng có 27 thôi. Đây là ống hút mặt 60 hả, có thể đây là ống hút mặt 60.
ô kia cũng có cái hút mặt, đây cũng có hút đáy. Đây vậy là đây là ô lắng số 1. Cả nhà làm một cái ô lắng số 1 mà nó nằm sát hồ á thì mình nghĩ là không nên, tại vì muốn được tận dụng cái lực bơm để nó đẩy mạnh nhất thì cả nhà nên đi tất cả các ống về ô lắng ở bên này ha. Có nghĩa là ô lắng số 1 là nơi chứa phân, là cái nơi mà nên để xa nhất có thể, rồi đi qua hết dàn lọc, rồi ô bơm thì nên để gần nhất có thể ha, nên để gần nhất có thể. Nên để gần nhất có thể để mình tận dụng được cái lực bơm để đẩy ra. Còn hiện tại thì anh để cái ô gần là ô lắng ở đây. Anh dùng một cái hút đáy ống 114, hai ống hút mặt 60 về ô lắng số 1. Thì có một góp ý nữa là những cái ống mà về ô lắng này thì cái nhà nên đặt ở phía này để cho nó thông, nó trồi lên, cái nó thông qua chỗ đi, từ từ qua chỗ giữ lại hết vật phân thì mới qua ống thông. Ở đây ảnh làm ống thông ngang là 2, 4, 6. À, ống 60 mà 4 ống. Nếu mà 4 ống 60 ấy, thì hơi nhỏ vậy đó nha. Nhưng mà ảnh đây ảnh dùng bơm 30.000 lít trên giờ. 30.000 lít trên giờ thì kịp á. Nhưng mà ở đây có một phần nữa là khi mà ở trên mình đi qua ở đây thì ảnh lại đặt ống lại, cái ống này lại nằm ở trên luôn. Tức là khi nó đi qua đây, cái nó đi qua đây, nó đi xuống đây luôn. Cắt ở đâu rồi chú? Cắt cái này cái ống cái khoảng trống này cho ra chứ không thoát. À, chú sợ là thoát nước không kịp hả? Bữa thằng ấy nó nói vậy, nó chạy qua nó sợ. Ủa bữa bữa sao anh đặt đặt ống vậy anh? này á hả, em tự làm á. À, tại vì khi mà nước ống ở ở bên này nó đi qua dày, cái nó gặp cái đường này cái đi qua thẳng này luôn, ở khúc dưới Không, cái này này là để em xử lý này. Hạ xuống bữa thằng em nó chạy vô nó chỉ á. à, bữa là nhân viên vô rồi hả? À, rồi rồi Anh đi xuống dạ. phân nữa. Dạ không, cái này phải hạ xuống đáy luôn. Hạ xuống đáy thì em khoét thôi, em mua cái mũi khoét 60 em khoét thôi. Mua Mua dạ. 60 phân qua. Dạ hạ xuống đáy xong rồi ở phía bên này đặt co lên. Xuống đáy được con ngược lại. Dạ đặt co ngược lại, có nghĩa là nó tận dụng vật liệu là nước nó qua đây cái nó đi thẳng đi đi hết vật liệu xuống dưới, xong nó mới xuyên qua, nó xuyên qua ở dưới á, ở dưới nó qua đây rồi cái đầu nó gặp cái co nó trồi lên trên này, nó trồi xuống. Ở bên này có để vật liệu nữa không? À có sứ. Nói chung là đầy đủ. À nếu mà bên này có sứ nữa thì nó trồi lên đây xong nó gặp sứ rồi nó vô mới bơm ở đây. À, hồi trước anh đi ống luồng hai ống ống 27 anh. Còn cái ống này ống gì anh? Thằng em tư vấn là đẩy nó đẩy áp suất nó Bây giờ phải dùng áp suất cao mới đẩy được đúng không? nên Dạ. là bây giờ nó tư vấn cái motor đặt đây để đây thì Dạ. ống 60 qua chỗ đó làm hai cái thổi luôn cái đó luôn À giờ là thì mình bỏ luôn hai cái này luôn. bỏ luôn Ok anh, bỏ về thì hợp lý hơn. ống 60 đây thì mình À lắp hồ sao. dạ đúng rồi, mình trang trí thêm cái gì đó, mình hoặc là mình sơn đen ống lại vậy là à, vậy cho nó hợp lý hơn, nó sẽ tận dụng được cái lực bơm với lại nó mạnh hơn. Nói chung em cũng coi YouTube làm đại chơi thôi À chứ còn không mấy. dạ Lu bu quá, bữa trước nhắn tin anh nó tính nhờ anh vô hỗ trợ mà thôi lu bu quá tự ấy luôn. à, Còn xử dạ lý được không sao? dạ thì bây giờ Đây mình vẫn xử lý được. đá gì khoan qua thôi. Đang làm ngoại ha? Em hả? Dạ. Em đi làm cái À đang làm công trình hả? Ủa rồi cái tổng thể tích này khoảng bao nhiêu khối anh? Cái này à, Dạ. đây khoảng chắc cái hồ lớn đó chắc khoảng tầm 10 khối hay 10 10 khối 12 khối vậy. Ủa sao nhiều dữ? Sâu 1 mét nè. 10 khối. 10 khối á. Sau 1 tầm mét, còn cái này. Một cái 1 mét 80, sâu 1 mét. 1 mét mét nhân nè, 80. 80 nè, rồi sâu 1 mét. À, là mỗi ô như vậy ha, đúng rồi mỗi ô bằng nhau hết luôn hả? Đúng rồi. Có bên kia thấy hơi to xíu. À, vậy là một một ô tới 800 lít, Gần khối ha. rồi 800 lít 3 ô là 2 khối 4. Ủa sao em thấy cái hồ này sao 10 khối được, tại cái ô này là nó gần bằng cái đó rồi mà, cái này có 2 khối 4 mà cái này sao 10 khối được. Cái này hồi nãy em tính là có 4 khối rưỡi thôi, em tính nhẩm nhẩm á là 4 khối rưỡi cái này thôi. Nhưng đây là em cũng không có đo nữa, lấy Dạ thước đo sơ cái là nhân nó ra nữa. đúng không, cái lọc này nha anh, thấy không, cái lọc nó gần bự bằng cái hồ luôn mà, cái này 2 khối 4 thì cái này sao mà 10 khối được. Cái này hồi nãy em tính nhẩm nhẩm là có 4 khối rưỡi thôi, là do em tính bán kính của chu vi nguyên một đường tròn là vậy. Còn này em cắt một nửa ra, nếu mà tính nguyên một cái hình tròn luôn là cỡ 10 khối á, còn này em tính có một nửa
em tính cỡ 4,5 khối. Mà em nghĩ cũng đúng rồi đó, tại vì hai này nó xem nhau mà, đâu mà tự nhiên gấp gấp mấy lần dữ vậy. Nếu mà này 2,5 khối mà cái này 10 khối là gấp tới 4 lần. Dạ rồi xong rồi. Sao? Hai ống 60 thì hợp lý hơn hả? Khúc đáy á. Dạ, bây giờ lỡ rồi thì bây giờ nó nằm vậy thôi cũng đâu sao anh. Giờ để vậy đi. Mà bây giờ sao sửa được? Cái này không. Vẫn được. Cái này vẫn được, vẫn sử dụng được chứ không phải bắt buộc bỏ đâu anh, vẫn sử dụng 114 được. Hai hút mặt. Ok rồi, bây giờ chỉ có cái sửa lại là cái ống luồng thôi. Cái thổi luồng à, cái thổi luồng lại thôi. Đi cái con qua đây. Dạ. Cái thì cách mặt nước khoảng 30, ở dưới kia là 20, thổi thẳng bên kia thôi. Dạ. Thôi đặt xéo hơi đây xíu ha. Dạ đúng rồi, đặt xéo tại vì hai cái ống thổi mặt nó nằm bên này. Cái đó là hút mặt rồi. Đây là hút mặt nè. Hút mặt. À hút mặt. Hút mặt vô đây luôn. Dạ đúng rồi, rồi bây giờ anh sử dụng vô đây. Thì bây giờ mình bị cái chỗ nào mình sửa cái chỗ đó thôi, mà bây giờ không có cần phải sửa gì nhiều đâu, chỉ có thêm cái ống luồn thôi. Nó ống luồn thôi, còn dạ. Đó thì khoét cái lỗ tại vì nước dơ nó qua đó không sao hết. Dạ, còn dưới lại ở đây cái ống này sửa lại là ok ha. Sửa thêm cái ống này là được. Ủa, vậy thôi bữa bây giờ mình không làm cái này luôn rồi mình lắp vật liệu rồi sao làm anh? Làm gì ta? À bây giờ thêm khoan cái là nhanh mà. À, khoan luôn mà. Dạ dạ. Vậy cắm điện hút cái bơm ra đi nè, nè thiết kế nước hết đi cho anh làm. Tại vì mình cũng không có làm qua mặt nước đâu anh khoét mấy cái ống đó là nằm ngay trên mặt nước tí để cho cái phần dưới nó lắng á. Ý anh hiểu không, là mình làm cái lắng ở đây nè, cho ví dụ cái lỗ của mình đây á là từ mặt nước lên bao nhiêu để em khoét mấy cái lỗ này ngay mặt nước anh, ngay mặt nước luôn. Dạ, chừa ở dưới cho nó lắng cỡ 10 phân thôi. 10 phân. Dạ, ý là khoét 4 lỗ như trên luôn. Dạ, 4 lỗ như trên. Để khoét 60 này em đút cái ống 60 qua luôn. Dạ, anh đút cái ống 60 qua cái xong cái ở bên này anh có đặt sứ đúng không? Ở bên này anh có đặt sứ thì bây giờ cái phía bên này anh làm co cao lên đây nha. Để cho nước nó trồi lên rồi nó xuyên qua sứ rồi mới xuống máy bơm. Ok, bây giờ ra mua hai cái ống 60. Dạ, hai ống 60 với bốn cái co. Rồi anh về anh làm rồi là mấy anh em nó lát nó lắp luôn cho xong luôn. Ok. Với lại nước ở đây nó bị phèn. Thì xử lý bằng B12 hả? Dạ, cái B12 thì em chưa có sử dụng nhưng mà thường phèn thì người ta hay dùng dàn mưa. Dàn mưa nó lọc phèn rất là tốt. Nhưng mà giống như anh đi xuống miền Tây đi lọc Long An đó là người ta xử lý ở chỗ ở ngoài trước khi bơm vô hồ. Là giống người ta người xa xây từng cái tầng nè. Xong cái người ta xử lý trước lọc phèn ngoài xong người ta mới đưa vô hồ cá. Không, mình thì cũng không cần thiết phải. Còn ví dụ mà anh nuôi nhiều không? Không, em nói chung là em nuôi chơi thôi chứ không phải là phải vậy thôi khỏi đi, cái này nó có vậy cũng được rồi. Ví dụ mà sau này nó mà anh thấy nó nhiều quá, tại vàng nó liên quan tới rất là nhiều vấn đề luôn, rồi cám nè, rồi vi sinh nè, rồi sứ lọc nè, bây giờ anh sứ anh xài vậy cũng nhiều rồi, còn bây giờ anh muốn mà lọc phèn nữa là bây giờ bắt buộc phải có vàng mưa. Năm mấy co một cái lơi. Có xài máy oxy tích điện. Sáu cái co một cái lơi. Rồi tủ điện anh để đâu? Với lại hai ống 60 ghé tìm lấy máy khoan. Tủ điện hả? Dạ. Tủ điện chắc anh có dây rồi em thiết kế kia đi cái tủ điện ra. Anh thiết kế cái tủ điện bự nha, tại vì mình phải chứa cái máy này. Thường thì cái tủ điện làm sao nó xa chiều sâu vô là 30. 60 x 40 là nhỏ nhất hoặc là 60 x 80. Bỏ máy nào? Máy oxy tích điện này nè. À. Tại là rồi mấy mốt mình bỏ thuốc rồi luôn anh. Mình mua cái tủ bự, tủ bằng nhựa. À, biết rồi. Chắc bỏ trong này đi anh. Anh bỏ trong hàng rào đi. Đây nè. Để khỏi mưa. Ở đây đi. Ở trong hoặc là ở trên này đi, ở trên này cũng được. Nè, anh đặt cái tủ hình vuông ngay chỗ này đi ra đây. Rồi mở tủ ở phía trong này luôn là cái đầu nó quay ra ngoài là đi dây oxy rồi về luôn là cũng vừa mấy bơm đặt đây là dây tới rồi nè. Đó. Dây ok là đặt đó chứ đặt ở dưới sợ nít đồ nó phá, đặt ở trên là hợp lý luôn á. Chú nãy chú tính lại cái thể tích hồ hả? À, 2 mét là cộng giữa vậy cái này sao cái này có 2,4 à? Chú đo lại cái này thử. 7 mấy à.
mốt à, cho 70 cũng vậy 800 lít ô là có hai khối tư, mà cái kia 8 khối, thấy cái này nó ngang ngang luôn, nó chỉ hơn cái khúc kia. Anh có xài thác hay gì không, có làm cảnh quan gì nữa không? Không, em tính đặt cái một hai cái lu ngay góc đó thôi, nhưng mà cái đó thì em tự xử được. À dạ. Yeah. Em mua cái bơm nước nhỏ của hồ cá nhỏ, yeah, cho nó chảy cho nó ấy thôi. 5 cái co. Mua 6 cái co đi. 6 co. Mua 6 co, bên đó 4 cái, đây 2 cái. Sắt 7 cái co mới đủ. Cái co đi xuống, hai co ra 7 cái co, hai cái ống 60, một cái mũi khoét 60. Rồi cái nhà ảnh xài ô đầu tiên là ảnh xài hai cái UV 40W nè. Chổi 80 cm nè. Rồi ô số 2 là sử dụng G-Max nè. Mà cái đợt này thì nó có cái G-Max trắng nó rẻ hơn nha cả nhà. Thì ảnh nó cũng chức năng nó cũng như nhau thôi, cũng đều là G-Max không keo thôi. Nhưng mà G-Max màu trắng thì mình thấy là nó cứng hơn á. Nói chung là nó cũng sẽ có thể là nó sẽ bền hơn. Nhưng mà do màu trắng ít người chuộng nên cái giá thành nó lại bên mình đang khuyến mãi nó rẻ hơn. Rồi ô thứ ba là sứ nha. Sứ với máy bơm thì anh đang xài máy bơm 30.000 lít. Rồi bây giờ cái hồ này thì chú đới đo lại thì tổng hồ cỡ 8 khối, lọc cỡ 2 khối là cho 10 khối cả hồ đi cả nhà ha. Tại vì theo mình thì mình thấy ví dụ hai cái này 4 kia là cỡ 8 khối mấy 9 khối thì chú đo lại cỡ 10 khối thì ok, cỡ mình cứ cho là cỡ 10 khối đi, tại giờ nó hình tròn rồi hình bán tròn nên cũng khó ha. Mình cứ cho cỡ hồ 10 khối thì ảnh chia cái lọc là 2 khối tư cho 2 khối rưỡi. Cái phần kia nữa là nó dư ra chiếu cho 2 khối rưỡi đi ha. Rồi, ví dụ như cái hồ 8 khối lọc 2 khối rưỡi. Ảnh đang đi là ống hút đáy 114, hai ống hút mặt 60. Về ô lắng số 1 thì điều góp ý đầu tiên là những cái ống về ô á, thì nó nằm ở bên góc bên kia để nó tận dụng được cái lượng cái chổi ha. Nếu mà để cả nhà để phía bên này nhiều quá thì nó sẽ trồi lên đó, thì nó sẽ bị không tận dụng được phía chổi đầu nó, nên cả nhà xếp ba cái ống nằm phía giáp bên kia để nó lúc nó trồi lên thì đi qua hết chổi bên này thì nó sẽ ok hơn. Rồi cái thứ hai là ống thông ngăn. Ví dụ ngăn 1 cả nhà đi ở trên thì ngăn 2 cả nhà đi ở dưới rồi làm co lên ha. Đó, cái này là hai cái ở trên là không đúng, là cái thứ hai. Cái thứ ba là hồ mà cỡ 10 khối này thì cả nhà nên đi ống luồng, hai ống luồng 42 hoặc là hai ống luồng 49. Còn cái này là anh đi ống hai ống luồng 27 thì bây giờ bỏ luôn. Mình đi ống rời ở ngoài lên ống 60 để thổi ha. Là điều thứ ba. Điều thứ tư nữa là cái hút mặt, cả nhà thấy có một cái hút mặt nằm ở chính giữa hồ. Thì mình hơi chồm tay một tí, cả nhà làm sát tí lại ha. Còn đây ảnh không có làm cảnh quan, không làm thác nên không có cần làm ở dưới hút mặt ở dưới thác. Rồi chỉ có 4 điều đó thôi thì cả nhà cái này là 4 điều góp ý của mình theo quan điểm cá nhân của mình. Cả nhà cứ coi từ từ rồi tham khảo. Do hồ này không có cảnh quan thì mình chỉ góp ý như vậy thôi. Lên gần Tết rồi cả nhà cũng tranh thủ ha, để bên mình sẽ cố gắng chạy nhanh nhất có thể và chạy nhiều nhất có thể để làm cho hoàn thành cái hồ cho cả nhà ăn Tết ha. Rồi cả nhà nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình, hẹn gặp lại cả nhà ở video lần sau. Bye bye.